Chào cả nhà, hôm nay thầy nhập container phân bỉ, hàng này hàng của Sencha, thì là đây là bao cái bao bỉ mà nhập nguyên đai nguyên kiện nè, từ bên bên Bỉ về, đó, thì trong đó là thành phần là 322 68 OM, thì cái bao đăng ký Sencha thì đăng ký 68 OM, nhưng đăng ký cao, nhưng thực sự là cái hàm lượng test ở trong đó là nó trên 80, ha, thì mình có gửi cái bản test rồi. Hôm nay mình nhập về một container để phục vụ cho anh em sau khi thu hoạch xong để mình bón, mình phục hồi vườn. Thì hôm nay quay giới thiệu cho anh em luôn cái lô phân để mở ra nhiều. Hôm nay quay một bao tết. Đây, lô phân này rất là chuẩn nha. Ở đây sáng là dễ làm. Em đang vô phân ha. Đây là cái hạt phân này nha. Thì nó rất là khô ha, bóng. Rồi nó thúi. Đó, nồi nội tạng. Thì cái phân này sẽ là bón rất là nhanh tan. Ha, chuẩn bị ha. Đó. Đen bóng khô và thúi. Đó là phân chuẩn bị. Đấy. Do nhập cái số lượng nhiều cho nên là mình được cái giá ưu đãi, cho nên là mình cũng cái lô này mình cũng để ưu đãi lại cho bà con ha. Thì anh em liên hệ với mình tùy theo số lượng rồi xa gần mà nó có cái mức giá nó khác nhau. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bỏ vô nhiều.